Kính chào quý vị, hôm nay thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2020, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty cổ phần truyền thông du lịch Việt tổ chức buổi lễ ký kết hợp tác mở ra dòng tour chuyên đề sức khỏe với những hướng đi mới lạ cho các đối tượng đang gặp các vấn đề với các bệnh mãn tính với sự tham gia của gần 200 khách mời. Dòng tour chuyên đề sức khỏe là một sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu vừa du lịch nghỉ dưỡng vừa có thể được tiếp cận với các phương pháp chữa bệnh hiệu quả, được các chuyên gia y tế trong và ngoài nước chia sẻ, hướng dẫn cho du khách trong suốt hành trình. Thì du lịch Việt muốn mang một cái thông điệp này cùng với Viện Rick mang một cái thông điệp là cho rất tất cả, cho cộng đồng, cho những người khách hàng để sao để được lắng nghe được chuyên gia tư vấn, chuyên gia về điều trị những bác sĩ tốt nhất. Nhân sự kiện ký kết này cũng diễn ra chương trình ưu đãi với mức giá ưu đãi đặc biệt từ 30 đến 50% so với bình thường với những ngày khởi hành gần nhất sẽ diễn ra vào đầu tháng 12 năm 2020. Tour hành trình 30 ngày chia tay tiểu đường và các bệnh mãn tính, tour detox thanh lọc cơ thể, lưu giữ thanh xuân, tour dành cho người lớn tuổi khi tôi 50.